này cho phải tưới chứ không phải muốn héo này nhỉ. Dạ. Này khô quá mà không có nước luôn. Giờ tưới được không? Mới để mát nha. Rồi rồi. Để mát cho 15 ngày sau rồi đồng. Chú tưới ít nước rồi, cái cây này nó cũng không chịu nước lắm đâu. Cái bầu nó vừa ứa rồi cho đường nước đậm quá. Nhúng được không? Dạ. Nhúng luôn nước được không? Không, tưới xương xương thôi. Nó không chịu nước đậm nước quá đâu. Tại vì cái bộ rễ nó còn yếu quá. Chú tưới ướt quá nó thoát nước không kịp, nó bị úng. Cái anh cần cái dừa lùng hay dừa dây á mà. Là hai thằng nó nhanh ngang nhau, nó cũng lùng như nhau mà một thằng trái to thì nhiều trái, ồ ít trái, thằng trái nhỏ nhiều cam trái. Này cam hả? Chanh. Chanh trái. Rồi rồi rồi. Lá rồi, bự rồi. Dữ vậy hả? Chanh bông giống mới. Như mà. Nhau như nhau. Chanh không hạt. Rồi rồi rồi, dạ. Lựa cái khỏe ra anh mà. Rồi rồi. Mày ít đất mà trồng bưởi có lý hả? Em với trồng ăn với... Quá trời. Không có luôn. Mẹ nó mẹ Thái hả? Mẹ ngọt á.